gạt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Jazz 125, phiên bản nâng cấp siêu khủng, từ những món đồ chơi cho đến cái biển số tầng số 6. Jazz 125 đã bị ngừng sản xuất ở thị trường Malaysia, khiến cái dòng xe hai thì này càng trở nên hot và giá được đẩy lên cao hơn rất nhiều. Bản đồ dưới đây được đăng tải trên mạng khiến cho những ai xem rất bất ngờ, cho phải chăm châu khen ngợi từ dàn đồ chơi cho đến cái phần biển số. Trang bị cái cụm thắng Rainbow Costa, phiên bản nâng cấp từ cái dòng là AZ19, có mức giá thành hiện nay khoảng là 6 củ 1k một tay. Ta thường bắt gặp sản phẩm này trên các dòng xe độ chuyển hoặc là những chiếc vật lớn. Với những cái kích thước piston lớn của mình mà tay có thể đảm nhiệm được cho các dòng xe dầu lớn nhỏ khác nhau, kể cả 4 bit đối xứng cũng không hề hưởng gì. Cái cụm tăng tốc Domino sẽ rút ngắn hành trình để chiếc xe đều bay nhanh hơn so với phần bản. Tuy nhiên, do đây là một cái chiếc xe hai thì khởi động bằng cái cách đạp máy nên chi tiết cái nút để bên kia đông tải là không có. Cái dàn chân được trang bị ở dầu Quiz được bấm rất nhiều đồ chơi kết hợp cùng với heo dầu Rainbow lục lớn 2 bit đối xứng. Với cái dàn chân trước, tất cả những món đồ chơi từ heo dầu cho đến cái đĩa thắng được kết nối với xe thông qua các vết heo và đất lòng được làm bằng nhôm phay, tạo màu xung quanh bằng lọc ốc titan rất ấn tượng. Còn cái dàn chân sau thì cái phần đĩa thắng Daytona 190mm vẫn được giữ nguyên, chỉ làm lại các vết heo. Kế tiếp là phần ben đập Rainbow vàng nổi bật kết hợp cùng với cái phần chân ben với ba màu sắc xanh lục, tím và đỏ được cố định lên sườn xe thông qua một cái vách nhôm. Trang bị cái bộ giảm sóc chân giá tên gọi là phục ni trình bình dầu rời, thương hiệu chuyên sản xuất giảm sóc dành cho đại đa số các dòng xe đến từ Anh Quốc, mức giá thành là mắc hơn rất nhiều so với sản phẩm Holden. Dù được ra đời tại cái Vương quốc Anh, nhưng mẫu phục này đã rất thịnh hành tại Mỹ, Nhật Bản cũng như được giới thiệu ở Việt Nam và được Baker đón nhận cũng rất nồng nhiệt. MX xô nhẹ cái phần biển số cho nên chìm ngưỡng. Exeter 135 nâng cấp đã mắc chí lọt đồ chơi hàng tuyển. Cách đây đã hơn 10 năm, cái mẫu xe máy trên hàng Exeter 135 đầu tiên đã ra mắt ở Việt Nam và dần trở thành một mẫu xe urban thể thao số 1 ở thị trường nước ta bởi cái động cơ mạnh mẽ cùng với một kiểu dáng rất thể thao. Đầu xe được trang bị cụm thắng kiểu dáng Rainbow AZ, cái cụm tăng tốc Domino, ống dẫn và CC cùng thương hiệu. Cái cụm con đến từ thương hiệu Rainbow, trợ lực Holden kẹp sườn hành trình 90mm, giúp phần đầu ổn định khi chạy độ cao. Nhìn xuống dàn chân, ta thấy dây dầu Morin đi cùng với heo dầu Rainbow lục lớn 2 bit đối xứng, đĩa caper 245, đi cùng thắt lòng CC. Có bô màu YX Racing đẹp hơn, sang trọng hơn rất nhiều so với cái cổ sắt nguyên bản. Cái phần lốc cũng được trang trí và con ốc màu và cái lò xo vàng, chân chống nghiêng. Số chứng minh cái niên nhâm XL thẩm mỹ hơn rất nhiều so với cái niên sắt truyền thống hoặc là mâm hợp kim năm chấu nguyên bản. Và đây là cái góc cận cảnh hơn của cái chiếc xe yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, nhớ like, share và subscribe.